Hemia là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, được sản xuất trực tiếp tại Hàn và được kiểm định về chất lượng vô cùng nghiêm ngặt. Sản phẩm gây tranh cãi không ít cho giới chuyên gia về chất lượng, cũng như trải nghiệm của người dùng. Sự thật về kem chống nắng Hemia bị phốt. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm, trong video này, shop sẽ làm rõ vấn đề này để chị em tin dùng sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng Hemia bị phốt, thực hư như thế nào? Phốt liên quan đến kem chống nắng Hemia Hàn Quốc chính là chất lượng sản phẩm. Nhiều chị em băn khoăn về chất lượng sản phẩm của Hemia, điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định mua của khách hàng. Về chất lượng sản phẩm, thì kem chống nắng Hàn Quốc Hemia được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc. Sản phẩm được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trong suốt thời gian sản xuất cho, đến giai đoạn đóng gói, và đưa ra bán ngoài thị trường. Kem chống nắng Hemia bảo vệ da toàn diện, và ngăn ngừa các tia UV gây hại cho da. Người dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm đảm bảo khả năng chống nắng toàn diện. Bên cạnh đó, kem chống nắng Hemia có công dụng vô cùng nổi bật với khả năng chống nắng, và bảo vệ da vô cùng hiệu quả. Ngoài ra kem chống nắng Hemia còn giúp cải thiện các nếp nhăn hiệu quả, giảm tình trạng lão hóa trên da và mang đến cho bạn làn da mịn màng, tươi tắn. Đồng thời, sản phẩm còn được tích hợp khả năng kiềm dầu và nâng tông nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều loại da khác dù là da dầu hay da mụn cũng đều phù hợp. Nhìn chung, chất lượng kem chống nắng Hemia được các chuyên gia và người dùng đánh giá cao. Dòng kem chống nắng này tích hợp nhiều công dụng khác nhau như chống nắng cấp ẩm, chống lão hóa và giúp nâng tông da tự nhiên. Đây là sự lựa chọn được nhiều chị em yêu thích và giúp bạn giảm lược các bước make up mỗi ngày. Kem chống nắng Hemia hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng Hemia hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.